xin mời đồng chí đứng dậy điều hành cuộc họp. Thì thưa các anh chị em, trong tập phòng lên xe hôm nay có một cuộc họp rất quan trọng. Thứ nhất là để vệ sinh. Để vệ sinh cho khu cộng. Quên cho chủ tịch tập đoàn. Thứ hai là chiến lược phát triển của tập đoàn về viện tuyển vệ sĩ những tiêu chuẩn như sau: 1. Lái xe bánh, 2. Tính cách tài, 3. Vận võ thuật, 4. Biết uống rượu, 5. Biết uống sữa, 6. Không ngủ gật, 7. Giỏi máy tính điện tử, 8. Biết nói tiếng địa phương hoặc giỏi nói mọc, 9. Biết sử dụng súng. Thưa chủ tịch, PC là gì ạ? PC viết tắt là con chó, con chim, con cắt quả, vân vân. Dạ, chủ tịch vậy sao bán lại cái gì ạ? Xe chùa, xe mua trần, cần có tranh thủ đi thu gom con chó là phân bón và vũ khí cần thiết. Thưa chủ tịch, sao phải chuyển người lói ngọc ạ? Lói ngọc là giữ bí mật để đối tác không biết khi chúng ta giao tiếp với nhau. Tại sao lại vừa đưa tay lại nhắc đầu? Không, tôi cho em đi ạ.